Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game giác quốc nuôi thú khủng long nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giác những cái chú khủng long của mình đi chiến đấu đây. Ok, và hôm nay mình sẽ cho cái con nào đi đây? Thú ăn thịt. Một con ăn thịt. Sao mấy cái con của mình nó dường như hơi bị sức chiến đấu hơi bị bẹo. Ok, con này luôn. Mình sẽ chọn 5 con để đi quýnh các bạn à. Ok. Sao mà cho mình mấy cái con bèo nhèo vậy nè. 3 con ăn thịt, 1 con hệ nước. Trận này quýnh không biết quýnh kiểu gì đây. Ok, 5 con mà nhìn thấy rất là đắm đuối. Ok. Action. Đây rồi, cuộc chiến đấu đầu tiên của HNT. Đây, để suy nghĩ các kiểu ra các bạn. Chúng ta sẽ chiến đấu với con chim này như thế nào. Ok, quýnh cái là nó chết rồi. Quất luôn. Quá tuyệt vời, chú chim của chúng ta quá đẹp. Vừa ra một cái đòn rất là đẹp mắt luôn. Và đây là Nuyagosachu. Con này nó sẽ quất mình ư? Chết rồi, gặp con kỵ hệ các bạn à. Con kỵ hệ là mình phải giác con kỵ hệ ra để trị với con kỵ hệ này các bạn. Quýnh nó sẽ không chết các bạn ơi, chúng ta sẽ để thủ thôi. Chú ấy thủ luôn, chú ấy không quýnh mình. Chú ấy có hai cái sức, ấy dạ, không quýnh luôn. Căng vậy. Cái này hơi căng đây các bạn. Ok, HNT sẽ tấn công 3 lần luôn. Yeah, chúng ta đã tấn công vào được rồi, rất tuyệt vời. Chúng ta chưa mất được giọt máu nào hết. Cố lên nào mọi người ơi. Oh my god, nó nhận tới 4 lần. Chết thằng nhỏ. Hên quá. Cái này quá căng. Ok, tấn công. Trận đấu đầu tiên HNT đã vượt qua khá nhẹ nhàng. Và mất dường như là mất được một ít máu. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok. Và mọi người muốn mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái trò gì đừng quên comment bên dưới video này luôn. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến đấu nha mọi người. Máu con này tới 2000 lượt. Ok, xúc một phát có thể là nó chết. Không, 2001 thì quýnh một phát nó không chết được. Và thứ hai là con ăn thịt. Chơi ăn thịt thì được. Hệ nước chơi ăn thịt cũng được. Ok. Ok, và trận này chúng ta sẽ để đội hình như thế này để chiến đấu nha mọi người. Action. Wow. Kỹ hệ cho nên mình đam lên tới 3000 mấy luôn mọi người ơi. Quá kinh khủng. Phát xe liền. Ủi cái nào. Wow. Quá đã. Quốc một phát một thôi. Và con này máu tới 2000 lượt. Nhưng hai đừng quýnh mình chứ, đừng quýnh. Ây da da, bị sốt rồi. Bị sút một nhát rồi các bạn. Con này nó sẽ để một thủ. Không sao, một thủ chúng ta vẫn quýnh vào được. Tấn công. Ây da, cái con của mình hơi bị đẹp luôn. Cái con Richardon nhìn rất đẹp. Nhưng bà luôn, đừng quýnh mình, đừng. Ây da, quýnh một rồi. Tại sao lại phát ăn hiếp HNT vậy chứ? Ôi kỵ hệ các bạn ơi, kỵ hệ. Kỵ hệ là HNT sẽ chịu không có nổi đâu đó nha. Ok.
Quất hai nhát coi nè. Ây da, vừa thủ hai luôn hả? Không phải xui vậy chứ. Oh my god, ba sẽ tấn công luôn, khổ HNT rồi. Nguy hiểm quá. Ok, hạng số 2 chúng ta vừa vượt qua rất là nhẹ nhàng luôn. Cố gắng chiến đấu tới ải cuối cùng nào các bạn. Tình hình rất là căng thẳng đó bác HNT. Ok, trận chiến số 2 chúng ta sẽ win như thế nào đây? Ồ, trận chiến số 3 rồi các bạn ơi. Ok, thợ ơi, level 30 mấy luôn. Mấy con này không phải dạng vừa rồi, mấy con này là dạng khủng rồi các bạn ơi. Ok, ăn thịt. Kiếm có ăn thịt rồi xử cái con này mới được. Còn ăn thịt xử, còn ăn cỏ. Con ăn thịt sẽ xử được con ăn cỏ. Ok, rồi action. Ở đây ba con đều kỵ hệ với nhau hết mới chiến được. Oh, 1600 không quýnh được các bạn ơi. Vì quýnh nó sẽ không có chết. Nó có hai sức tấn công, xem nó có quýnh mình không con chim này. Ok, không quýnh mình luôn. Nó có hai sức tấn công mà nó không quýnh HNT các bạn ha. Ok, mình sẽ để một thủ và hai để dành. Ồ, nó cũng để một thủ luôn. Xem chỗ ấy có quýnh mình không vậy. Ồ, không quýnh mình. Chú ấy đổi con khác rồi. Ồ, không phải, chú ấy đổi con khác quất mình các bạn ơi. Quất mình nhưng mà mình không chết. Ok, mình sẽ đổi cái con này ra để chiến đấu. Này chỉ cần quýnh một phát thôi là chú đó chết. Ok, để hai thủ và một để dành. Ây da, sai lầm rồi. Bây giờ tem bảng nó sẽ lên tới 3 rồi. Ây da, đổi nó hả? Sao đổi hoài vậy? Ô, hên quá các bạn ơi, mình để hai thủ. Tem bảng không quýnh được mình. Và đây, mình xuất hiện trở lại đây. 1, 2 đâm lên 3000 mấy luôn các bạn ơi. Ok, còn mình sẽ để hai tấn công, hai thủ. Tấn công nào, quá tuyệt vời. Ok, một con đã bị hạ và mình đang có hai thủ các bạn. Tem bạn hiện có 4 sức tấn công. Quá may. HNT tính toán đúng rồi. Bây giờ tem bạn có một thủ. Tem bạn có một thủ thì chúng ta có thể một thủ máu 2600. 1 2 máu 2600 vừa đủ 2000 mấy luôn. Một thủ thì phải 3 mới vô được và để một thủ trở lại. Ok, vô nào. Quá tuyệt vời. Mình vừa tính toán đúng các bạn à. Và bây giờ là tới cái con cuối cùng. Chết rồi, kỳ hại. Oh my god, không thể. Mình phải bỏ mạng cái con này lại rồi. Ui, rất là đáng lòng luôn. Vừa phải bỏ mạng một con đó lại. Đáng ghét giáo quốc mình hả. Tấn công nào, Medichon. Xúc liền. Đi bụi dám quýnh một con của mình lên đường. Ok, victory. HNT vừa chiến thắng 3 màn. Khá là khăn khó luôn. Và bây giờ tới mạng thứ 4 đây các bạn. Mình sẽ cố gắng vượt qua cái ải này mới được. Ok, tới mạng thứ 4 rồi. Chúng ta bị lỗi hết một con. Nhưng không sao, đây là con ăn thịt à. Con hệ nước mình vẫn còn. Con hệ nước và con ăn thịt. Và có một con ăn thịt ra chiến đấu. Và một con hệ chim. Một con hệ chim hết ăn cỏ rồi. Chết rồi.
Hết ăn cỏ, hết hệ ăn cỏ rồi các bạn ơi. Tình hình này khá căng thẳng với HNT luôn. Ok. Đây chắc mình phải nâng level lên cho mấy con của mình quá. Để level 8, level 8 quýnh sao nổi đây. Fochidon, Dimechidon. Ok. Chishidon. Để mình về mình kiếm ba con này level 33, 38. Level 8. Để mình về mình kiếm mấy con này mình nâng level cho nó lên đi quýnh tiếp các bạn ơi. Không biết mấy con này nó giờ nó nằm ở đâu. Không biết nó nằm ở đâu mới lên level cho nó được. Ok, xem nào mấy chú đang nằm ở đâu vậy. Ok, để mình đi thăm sức khỏe và đi tìm lại những cái con khủng long của mình mới được. Mình nuôi quá nhiều khủng long, bây giờ mình không biết nó nằm ở đâu. Đây là con Gen Richardon Megaserus. Ok, HNT đang đi đi tìm lại con khủng long và nâng level lên cho nó đây. Không phải con này luôn. Con này không phải luôn. Oh my god, mình có quá nhiều khủng long các bạn ơi. Phải nói là rất là nhiều luôn. Ok, từ từ. Không gì phải vội vàng hết. Chúng ta muốn vượt qua cái ải này là chúng ta phải đi nâng level lên mới được. Pisarut Super 2 Mesh. Ok. Vẫn chưa tìm thấy cái chú khủng long của chúng ta đâu rồi. Không phải luôn. Trốn đâu mà nó trốn kỹ dữ vậy nè. Đâu mất tiêu rồi. Không thấy luôn các bạn ơi. Nó trốn đâu mất tiêu rồi. Cái vườn khủng long mình có nhiêu đây thôi mà. Ô nó nè. Nó lên này level 40 mà. Đâu phải. Dàn khủng long trong đây là dàn khủng long khủng mà. Ok. Phải con này các bạn ơi. HNT vẫn chưa tìm ra. Ok. Còn cái vàng trong đây nữa. Mechaphodon. Ok, vẫn không thấy. Mình chả biết nó nằm ở đâu luôn rồi. Ôi, bây giờ chúng ta vào chiến đấu tiếp thôi. Không thấy được các bạn ơi. Chắc có lẽ là nó bị bắt ra đây rồi. Là nó không có nằm trong kia nữa. Ok, bây giờ thì HNT sẽ xử kiểu nào đây. Con ăn thịt. Con ăn thịt thì phải lấy con hệ nước trị nè. Con hệ nước trị được con ăn thịt với ăn cỏ. Còn con hệ chim mà. Hết cách rồi. Phải sử dụng con ăn thịt để chiến đấu thôi. Ok. Mình sẽ sử dụng con này và con này. Action. Cố lên nào. Chúng ta sẽ cố gắng giành chiến thắng nha các bạn. Ok.
không quýnh. Nhát đầu tiên chúng ta sẽ nhịn. Tên bạn có hai nhát, tên bạn sẽ làm gì đây? Không quýnh mình luôn. Ôi, ra khỉ hại rồi, chết HNT. Sáu các bạn, sáu. Ok, chắc có thể giết được, có thể giết được các bạn à. Tấn công nào. Ây da, trời, nó vô có hai nhát thôi, khổ HNT rồi. Không ổn. Trời ơi, tính toán sai rồi các bạn à. Sai lầm rồi, một phút sai lầm của HNT. Ok, con này thì quýnh một cái thôi. Cứ việc bình tĩnh tự tin mà run. Trận này rất là căng thẳng luôn. Tem bạn không phải dạng vừa, tem bạn là dạng dữ quá rồi. Hên quá Kỳ Hại. Kỳ Hại thì đừng có quýnh mình chứ. Ấy da, Kỳ Hại lên thì đổi con à. Chơi lầy vậy luôn á. Ok, không sao. Đổi con thì mình xử theo kiểu đổi con. 25.000. Ok, mình để 26.000 và để hai thủ nha các bạn. Chúng ta chỉ còn sống thôi là ok. Đi bụi. Quá tuyệt vời. Và đây là con Kỳ Hại với mình. Kỳ Hại với mình cho nên sức chiến đấu nhân 6 à, nhân 6 mình để hai thủ. Chơi không, chơi luôn. Oh my god. Căng quá căng. Trời ơi, ức chế quá các bạn ơi. Không thể tin được là cậu ấy quất banh sát cái con của mình luôn rồi. Ok, rất tuyệt vời. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người muốn mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái trò gì, đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.